บาร์ต้องกินเขาป่ะนะที่เลยนะเป็นโว้ยrộng cậy ngay hôm nay các bạn đang cậy đa số tấm thảm trong kia các bạn. Chỗ này hiện tại khoảng 40.000 khối các bạn ạ. Ngày 13 tháng 8. Ngày 13 tháng 8. Ngày 13 tháng 8 hôm nay mùng 3 tháng 9. Mây lắng ngay, hồi nay được mây lắng ngay. Thì lô hồi nay được mây lắng ngay. Thì lô này là lô ngày 18 tháng 8. 13 ngày, lô cuối này được 13 ngày. Thì các bạn nhìn cái hề sợi nó khác nhau. Bên này nó ăn dai, ăn thường. Lô ngày 13 này, đây lô ngày 18 này. Tiếp theo lô ngày bao nhiêu này? Ngày 19. Lô ngày 19 thì nó còn nón nữa. Đây là lô ngay hái hái. Ở đây các cái lô nó không liên tục là vì có nhiều lô sụt đi liên các bạn ạ. Hoặc là có nhiều lô sẽ cho vào cái nhà ướm. Nhà ướm. Còn đấy thuộc phong chơ đi, những cái lô này sẽ chuẩn bị sụt đi. Lô này lô ngay hay lắm. Lô này lô ngay hái 7. Lô ngay hái 7. Theo lô ngày 29, theo lô ngày mùng 1, ngày mùng 1 bây giờ nó đang ổn định, lô ngày mùng 1 thì nó đây, ổn định cái giống. Sau đấy nó bắt đầu như thế này, đấy đáng cậy các bạn, đáng cậy đi thì chuyển vào xe. Bây giờ lên giờ nghỉ giải láo cho mình nhé. Trong phong cậy sau khi đã nghỉ giải láo sẽ được bật đèn thủy tung như thế. Rồi ra đây thì chúng ta sẽ cho lên cái xe này. Hệ thống đen, quạt, hệ thống lâm mạ, hệ thống đó, nông đồ xéo hái.
thì mới chuyển từ đâu này lại thì thầy sẽ chuyển nó cái xe nhỏ này con sáu đỏ thì để trông đấy người ta sẽ dùng cái xe lớn đâu kìa. Xe lớn đem nhiều loài ở đấy, loài xe lớn đứng ở đây những cái xe chuẩn bị để vậy dọn xong ra đặt lên đây. Có sức chứa lên đến 80.000 phôi các bạn ạ. Mà cái phòng này chỉ tầm 300m2 thôi. Tầm đấy thôi. Đây là phòng chơi. Phòng chơi nhưng nó có tác dụng như một phòng ươm luôn các bạn ạ. Nó để có đầy đủ các cái thông số của một phòng ươm. Phòng ướm có ánh sáng này, nhiệt độ này, nồng độ CO2 hái để đó là những cái thông số cơ bản. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem cái phát triển hệ sưởi nhé. Đây là tính từ ngày kỷ giống, cái ngày mà được ghi trên đây là ngày kỷ giống các bạn ạ. Thì như hôm nay là sẽ là ngày mùng 3 tháng 9. Ngày 3 tháng 9 à, thì xem đây hôm đây này đây. À, cái này bị nhân. Cái này bị nhân. Này là ngày 3 tháng 9 các bạn. Tiếp cái này là cái vô cái sống. Là cái vừa cấy xong, vừa cấy xong mới cho cái gì để đây, đây. Trong cái hộp giống thì nó được cắt ra như vậy đó, cái bông nó chia ra như thế này, chia vuông ra như thế này. Thì trong một tuần đầu tiên sẽ là thời gian để nó ổn định lại cái hệ sưởi và bắt đầu búng sưởi. Đây, thuật ngữ về cái này. Thì xem như là đấy là cái ngày đầu tiên cấy giống đi. Còn đây là cái ngày lúa ngày 9 tháng 1 thì cách đây 2 ngày nữa. Thì cấy giống cách đây 2 ngày thì cái hệ sưởi bắt đầu nó được ổn định. Đấy, thì vài ngày tới nó sẽ búng sưởi, bắt đầu búng sưởi các bạn nhé. Thì đây là lúa của ngày 1 tháng 9. Còn lúa ngày 29 tháng 8. Này có 31 và 6 tầm 6 ngày tế gọi là tuần đầu tiên ấy. Tuần đầu tiên thì nó bắt đầu búng sưởi lên các bạn. Đấy. Tuần đầu tiên nó bắt đầu búng sưởi. Tuần này thì cái nhiệt độ trong bịch phối thì nó cũng chưa có gì thay đổi nhiều rõ với ngoài phòng. Đấy. Thì nó vẫn duy trì tầm 18-20 độ. Còn đây cái lúa phối ngày 27. Lúa này lúa ngày 27 là hơn một tuần nữa. Thì nó đã búng sưởi nhẹ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy kìa. Ngày 7 là 7 ngày hả? 8 ngày hả? 3 7 ngày. Đây, 7 ngày thì hệ sưởi nó búng như thế. Nó thể ăn, đang ăn mọng như thế. Ngày 27 tháng 8 các bạn nhé. 27 họ biết thế đấy. Đây cái hệ sưởi của nó này. Thì đấy, công tìm 2 ngày là vậy chứ là chỗ này 9 ngày hả? Lô này 9 ngày đấy. Thì cái hệ sưởi nó phát triển như thế này.
máy mà cũng có các cái lỗ nó còn cách cách nhỏ như thế này để các bạn có thể quan sát. Đó lỗ ngay 25 này, lỗ ngay 22 còn thêm 3 ngay nữa ha. Cái này là bao nhiêu đấy? 9 ha, 11, 11 ngay thì cái lỗ này nè nó sẽ hay sưởi nó tầm từng này các bạn. Đấy. Còn bên này là ngày 19 à. Còn thêm 3 ngày nữa. Nó 14 15 ngày, 14 15 ngày là cái. Chị cả đây cho một điên. Cái tầm này là cái nhiệt độ ở trong cái bịch phối á, nó thay đổi cực kỳ là lớn. Nếu mà cái nhiệt độ ở phòng là 20 độ C thì trong phối lúc này sẽ là tầm 25, 24, 25 độ. Vì thế mà trong phòng sẽ được kiểm tra hàng ngày, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày để hạ xuống. Nó từ 25 trở lên, 25 đến 30 trở lên thì cái hệ sợi của nấm hương nó sẽ phát triển không tốt nữa các bạn nhé. Như vậy chúng ta phải hạ cái nhiệt độ xuống. Còn cái này 23 23 cái này tầm 22 ngày đấy. Tuần thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở đi cái nhiệt độ thay đổi cực kỳ lớn, nó làm cho căn phòng nó nóng lên và nồng độ CO2 nó tăng cao, thì mình phải điều chỉnh ở cái điều kiện phù hợp các bạn nhé, nên mình phải kiểm tra hàng ngày. Đấy. Đấy, tạm thời sẽ là cái khoảng cái thời gian này nó như vậy. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Quá là đẹp nhỉ. Sau này về Việt Nam mà làm được cái này thì tài. Cái này hiện tại mình đang quay cho các bạn, nó ở Nhật Bản các bạn nhé. Đấy, căn phòng này có sức chứa tầm 80.000 phổi. Nhưng đấy chỉ là cái phòng chơi thôi. Còn cả cái phòng, hệ thống phòng ở đấy có một cái chỉ nhánh chuyên ướm cái này thì nó rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay mình quay cho các bạn xem để các bạn có thể tham khảo. Đấy. Hy vọng một ngày nào đó các bạn có thể làm được như thế này nhỉ. Thôi, nhà xin chào các bạn, hẹn các bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.